Loa tép chuẩn chống cháy 100%, 1 triệu một đôi. Khung gỗ vàng, khung gỗ đen, có 2 cấp độ, tép, siêu tép. Đây gọi là loa chuẩn chống cháy 100% nhé, bảo hành 1 năm. Loa này dùng cho các loại cục đẩy, âm ly, các loại loa bát từ 20 đến 50. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Chuẩn chống cháy nhá, 1 triệu một cặp. Bao ship rồi, bảo hành 1 năm. Dây dài 1 mét rồi, về đấu đít loa, đít âm ly, đi cục đẩy. Anh em muốn hay và nét thì liên hệ mình nhá. 1 triệu một cặp, hàng chuẩn xịn luôn. Chuẩn xịn nhá, 1 triệu một đôi. Côn 3,5 từ 9 nhá, củ 500 xịn nhập khẩu. Khung gỗ cực đẹp. Ngon nhá. Đây mới gọi là loa tép chống cháy hàng chuẩn. 1 triệu một đôi, khung gỗ đen, khung gỗ vàng. Trang bị chống cháy hàng cực chất lừ luôn. 1 triệu một đôi. Ngon nhá. Bảo hành 1 năm. Là loa tép chống lì cho âm thanh, tăng độ nét gấp 3 lần cho tất cả các loại dàn. 1 triệu một đôi. Ok.